Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật được những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trung Quốc nổi điên tố Nga bán 12 máy bay chiến đấu IAK-130 cho Việt Nam để chống Trung Quốc trên Biển Đông. Xin chào các bạn khán giả thân yêu, các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Quả thực thì tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chúng ta đang sở hữu nhiều chiến đấu cơ, chiến hạm và tàu ngầm của Nga. Và hôm nay thì chúng tôi muốn mang đến cho các bạn một thông tin cũng không hẳn là một tin mới. Tuy nhiên thì đó là một nguồn tin vô cùng tích cực. Theo đó thì từ nhiều nguồn thạo tin cho hay, vào đầu năm nay, Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu với IAK-130 của Nga. Trong bối cảnh khi mà diễn biến trên Biển Đông có nhiều phức tạp, chắc hẳn đây là một thông tin hết sức đáng mừng phải không ạ? Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đây là loại máy bay như thế nào và chúng có ý nghĩa ra sao trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam nhé. Đầu tiên sẽ là những thông tin về máy bay IAK-130. Các bạn thân mến, IAK-130 là máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ với hai động cơ hai chỗ ngồi dành cho giáo viên và học sinh, có tốc độ bay cận âm và khả năng hoạt động tốt bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Nó được thiết kế để đáp ứng việc đào tạo phi công cho các máy bay tiêm kích thế hệ 4 và 5. Đáng chú ý, việc phát triển máy bay IAK-130 là sự hợp tác có 102 giữa cục thiết kế của Nga với hãng Amerovacci của Mỹ của Ý, và điều này là cực kỳ hiếm khi xét đến mối quan hệ của Liên Xô, Nga với các nước phương Tây. Dự án bắt đầu thực hiện vào năm 1991 và hoàn thành vào 3 tháng năm 1993. Tên của mẫu thử nghiệm này là IAK-AM-130D. Và đến năm 1999, khi mối quan hệ hợp tác gặp trục trặc, hai công ty đã phát triển chúng thành các thiết kế riêng biệt, hoàn toàn khác nhau. Trong đó thì IAK đã phát triển thành IAK-130 và Amemachi phát triển thành M-346. Về mặt thiết kế thì IAK-130 có cánh cụt tối ưu, được làm bằng hợp kim nhẹ với bề mặt bằng sợi carbon. Nó được bảo vệ bởi loại giáp Kevlar với các thành phần quan trọng bao gồm buồng lái, động cơ và khoang chứa hệ thống điện tử hàng không. Cánh được thiết kế cụp để tận dụng tối đa lực nâng của cánh. Bên cạnh đó thì cánh đuôi được đặt thấp hơn so với cánh chính, giúp cho mọi chuyển động của máy bay linh hoạt hơn và cho phép phi công lựa chọn được góc tấn công hơn. IAK-130 được trang bị bộ phận cánh nhằm mục đích là giảm quãng đường hạ và hỗ trợ cho máy bay hạ cánh tại những sân bay có đường bay ngắn. Một điểm nhấn đáng chú ý đó là những khe hút gió phụ ở trên thân, nó có nhiệm vụ là hỗ trợ cho động cơ turbopan hoạt động. Vì thế máy bay hoàn toàn có thể hoạt động bình thường khi nắp cửa hút không khí đóng. Đặc điểm này giúp cho máy bay khi cất cánh hoặc là hạ cánh sẽ không phải lo ngại về vật thể lạ, chẳng hạn như chim có thể lọt vào động cơ dễ gây ra cháy nổ. Máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ IAK-130 có buồng lái tiêu chuẩn, gồm hai chỗ ngồi và hệ thống điều áp không khí. Ngoài ra thì nó còn có loại ghế phóng là K36 LT3.5. Qua đó thì phi công sẽ có tầm nhìn toàn diện qua vòng kính che ở buồng lái. Cụ thể, phi công ngồi ở phía trước có tầm nhìn qua mũi máy bay là âm 16 độ, phi công ngồi phía sau là âm 6 độ. IAK-130 cũng là một loại máy bay đầu tiên được Nga sản xuất với một bộ hệ thống điện tử hàng không tín hiệu số. Cả hai phi công đều được trang bị đầy đủ hệ thống quan sát ban đêm và 3 màn hình hiển thị đa chức năng, tinh thể lỏng kích thước 6x8 inch. Phi công ở phía trước có thể sử dụng màn hình hiển thị ở phía trước trên mũ bảo hiểm để đưa ra chỉ thị mục tiêu. Mục đích thứ hai đó là hỗ trợ phi công lựa chọn cho mình những bài tập bay phù hợp. Phi công hoàn toàn có thể chủ động thay đổi kiểu bay trong khi mà đang lái. Hệ thống sẽ tự nhận ra những sai sót của phi công và từ đó đánh giá để đưa ra kết luận về chuyến bay. Điều này cũng sẽ giúp ích cho rất nhiều trong quá trình rèn luyện kỹ năng của mỗi phi công. Đặc biệt, ngoài thực hiện đào tạo phi công, thì IAK-130 hoàn toàn đáp ứng tốt vai trò là cường kích hay là tiêm kích hạng nhẹ. Nó có 8 giá treo cho phép mang tối đa tới 3 tấn vũ khí.
Theo thông tin từ nhà sản xuất thì IAK-130 có thể mang được tên lửa không đối đất KH-25ML, tên lửa không đối không tầm nhiệt là R-73, bom thông thường hoặc là loại dẫn đường thông minh cùng với các loại rocket không đối đất tiêu chuẩn của Nga. IAK-130 còn được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Ivchenko Progress AL-22225 với tốc độ bay tối đa là 1.060 km/h. Tầm bay chiến đấu là 555 km, trong khi tầm bay cực đạn lên tới 2.100 km. Chân bay là 12.500 m và tốc độ leo cao là 65 m/s. Được biết, Việt Nam là quốc gia thứ 6 trên thế giới trang bị máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ IAK-130 sau Bangladesh, Lào, Algeria, Myanmar và Belarus với tổng trị giá của bản hợp đồng là 350 triệu đô. Các bạn thân mến, theo quan điểm của chúng tôi thì việc Việt Nam lựa chọn mua máy bay huấn luyện phản lực tiêm kích hạng nhẹ từ Nga thực tế là điều không quá bất ngờ, bởi lẽ rằng máy bay này đáp ứng đầy đủ, thậm chí là hoàn hảo trong mọi tiêu chí. Đầu tiên chắc chắn phải khẳng định rằng IAK-130 phù hợp với nhu cầu sử dụng. Không quân nhân dân Việt Nam hiện đang sở hữu máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 MK2 do Nga sản xuất. Vậy nên nếu như sử dụng dòng máy bay huấn luyện có cùng nguồn gốc xuất xứ và có nhiều điểm tương đồng thì sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Rút ngắn được thời gian đào tạo, từ đó tiết kiệm được nhiều chi phí đi kèm. Và không sao đâu, thì chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi được nước bạn. Hiện thì IAK-130 đang được không quân của Nga sử dụng như một loại máy bay xương sống trong các trường huấn luyện phi công chiến đấu, sau đó sẽ dần chuyển loại các loại dòng tiêm kích đời cao hơn, chẳng hạn như là Su-30, 34, 35 hay là MiG-29, MiG-35 và cả tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ 5 tối tân nhất. Lý do thứ hai là hợp đồng mua máy bay này được đánh giá như một mũi tên trúng nhiều đích, bởi lẽ IAK-130 có khả năng đảm nhiệm tới 80% khóa 1 đào tạo phi công tiêm kích trên các máy bay chiến đấu phản lực siêu âm. Bản thân của nó cũng chính là một bản sao của các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 và thứ 5 của Nga. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, bay thành thạo trên IAK-130, học viên phi công có thể dễ dàng tiếp cận trong việc chuyển loại các dòng máy bay chiến đấu hiện đại như Su-27 hay là Su-30 MK2, từ đó giúp tiết kiệm hơn về mặt chi phí, nâng cao độ an toàn, đồng thời giảm được giờ bay đào tạo chuyển loại trên Su-27 và Su-30 MK2, vốn không có nhiều của Không quân Nhân dân Việt Nam. Thời gian giảm được đó sẽ để dành nhằm dự trữ giờ bay của những chiến đấu cơ hiện đại này, ưu tiên cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra thì có thể là trong tương lai không xa, khi Việt Nam mua thêm các dòng máy bay chiến đấu hiện đại hơn từ Nga, thì chắc chắn là IAK-130 sẽ là lựa chọn tốt nhất để đào tạo những phi công sử dụng chúng. Một điểm đáng chú ý khác mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là khi cần, IAK-130 có thể đảm nhiệm vai trò là máy bay tiêm kích đa năng hạng nhẹ, có khả năng mang tải trọng chiến đấu lên đến 3 tấn và do đó được trang bị radar và hệ thống điện tử hàng không để sử dụng tên lửa có điều khiển Vosker, tên lửa không đối không R-37 và tên lửa không đối đất dẫn đường bằng laser, cũng như các loại bom thông thường và có điều khiển lên đến 500 kg. Lý do thứ ba là chi phí hợp lý. Dựa trên các bản hợp đồng mà Nga đã ký với khách hàng nước ngoài, có thể dự tính đơn giá của IAK-130 hiện nay rơi vào khoảng 15 triệu đô trên một chiếc và cũng có thể cao hơn, phụ thuộc vào đơn đặt hàng của đối tác về các loại vũ khí trang bị đi kèm, cũng như là về việc sửa chữa và cung cấp phụ tùng. Trong khi đó thì Alenia Ermachi M346 Master do Ý sản xuất có thể coi là anh em trực hệ của IAK-130, lại có giá hơn 20 triệu đô trên một chiếc. Một đối thủ khác đến từ Hàn Quốc đó là KT-50 Golden E có giá không dưới 25 triệu đô trên một chiếc. Còn với dòng Hunsul-15, một sản phẩm từ Trung Quốc vốn kém hơn cả về độ tin cậy lẫn tiếng tăm, thì giá đã ngang ngửa với IAK-130 rồi. Và đó chưa kể, nếu như việc lựa chọn phương án mua máy bay từ phương Tây, Việt Nam có thể sẽ phải phát sinh thêm rất nhiều chi phí để mua những vũ khí, khí tài đi kèm nhằm đảm bảo khả năng hoạt động của máy bay mới. Còn với IAK-130, hầu như đều có sẵn và ta hoàn toàn có thể tận dụng được mà không phải bổ sung thêm quá nhiều. Một yếu tố nữa cũng liên quan tới giá cả, đó là chi phí vận hành.
IEK 130 được đánh giá là đáp ứng tốt tính kinh tế khi vận hành, có thể đưa ra một dẫn chứng cụ thể để chứng minh như sau. Trong chuyến bay từ nhà máy ở Aistub thuộc miền đông của Siberia thì đến nơi phục vụ ở phía nam của Liên bang Nga, quãng đường dài là 4.561 km. Tuy nhiên thì lượng nhiên liệu tiêu thụ chưa đến 7,5 tấn, một con số khá là tinh tế nếu như so với một chiếc máy bay vừa tiết kiệm nhiệm vụ huấn luyện vừa lẫn chiến đấu cơ hạng nhẹ. Thì tính linh hoạt cùng với tính tối ưu như chúng ta cũng vừa dẫn ở trên đã khiến cho IEK 130 trở thành một tổ hợp máy bay huấn luyện chiến đấu vô cùng tiết kiệm về mặt chi phí, phù hợp với nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước có ngân sách quân đội tương đối nhỏ. Như vậy có thể kết luận rằng việc Việt Nam đặt mua IEK 130 là một quyết định hết sức đúng đắn và kịp thời, đảm bảo quá trình đào tạo cho các phi công trên máy bay chiến đấu thế hệ mới như Su-30 MK2 và xa hơn nữa có thể là cả những máy bay thế hệ 5 tân tiến nhất như Su-57. Qua đó có thể thấy là những chiếc IEK 130 được sản xuất cho Không quân Việt Nam có vẻ như đang ở trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sớm bay thử, nghiệm thu sau đó thì bàn giao theo đúng tiến độ của hợp đồng. Nếu như không có vấn đề phát sinh thì chỉ còn vài tháng nữa thôi, những chiếc máy bay huấn luyện phi công phản lực, tiêm kích chính, kích hạng nhẹ IEK 130 sẽ hoàn thành và chính thức cất cánh lần đầu, chinh phục bầu trời trước khi bàn giao cho lực lượng Không quân Việt Nam. Có nhiều nguồn thạo tin cho biết là vào đầu năm 2021, Bộ Quốc phòng Việt Nam huấn luyện L-39NG Alpachop. Thì ta lại thấy việc đó là hoàn toàn hợp lý. Theo đó thì máy bay huấn luyện phản lực L-39NG sẽ dần thế chân cho những chiếc L-39C và L-39Z đã gần hết niên hạn trong biên chế Trung đoàn Không quân 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân. Ngoài ra thì với 12 chiếc IEK 130, chúng ta có thể lập nên một phi đội mới trong Trung đoàn 910, thậm chí là cả một trung đoàn bay trong biên chế Trường Sĩ quan Không quân làm nhiệm vụ đào tạo cho phi công làm quen với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4, 4 cộng và thậm chí là thế hệ thứ 5. Như vậy thì sau khi hoàn thành khóa đào tạo sơ cấp trên IEK 52, học viên phi công sẽ được chuyển dần lên L-39NG, tiếp thu những kỹ năng cơ bản của phi công phản lực, cuối cùng là thực hành trên IEK 130, phục vụ cho mục đích huấn luyện phi công chiến đấu thực thụ. Việc trang bị một trung đoàn L-39NG và IEK 130 không chỉ phục vụ tối đa trong công tác đào tạo phi công mà còn giúp khả năng thực hiện nhiệm vụ của Trường Sĩ quan Không quân tương đương với một sư đoàn không quân thứ 4 bên cạnh 3 sư đoàn không quân chiến đấu còn lại thuộc biên chế Không quân Nhân dân Việt Nam. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.